Cả nhà ơi, nó cả nhà cho em hỏi cái con này con gì lạ quá chị, con này con gì lạ quá cái trời, thụt đầu vô đó cả nhà, thấy chưa nè. Cả nhà ơi, con này con gì, ủa sao kỳ vậy, sao nó đậu bên kia rồi đậu bên đây nữa, nó hai cái đầu, nó cái hai đầu luôn cả nhà, nó cái hai cái đầu luôn, sao nó thụt qua đây rồi nó thụt qua kia ha, thấy ghê ha. Đó, cả nhà mình cho em hỏi là cái con này con gì nghe cả nhà, bấm vô đăng ký đi. Rồi mai mốt em kiếm em gặp cái con gì là lạ em quay cho coi. Đăng ký nha cả nhà, bấm vô cái chuông nha. Cả nhà mình bấm vô cái chuông nha, đặng tiếp tục coi cái con khác lạ lạ hơn nữa. Em sẽ săn lùng những cái con lạ lạ em quay cho cả nhà coi nha. Thấy ghê không? Có ai biết cái con này con gì bình luận cho em coi ha. Hồi đó giờ em sống mấy chục năm nhưng mà em chưa biết cái con này là cái con gì luôn á. Cái đầu nó lạ lùng ha. Nó thụt vô ha, rồi bắt đầu nó thụt qua bên kia. Nó thụt vô rồi nó thụt qua kia, nó thấy chưa, nó lạ chưa, thấy ghê chưa, sao mà nó thụt qua đây rồi nó thụt qua kia được ha, sao cái đầu nó mới dời, nó dời cái đầu qua đây rồi nó dời cái đầu qua kia, nó tới hai cái đầu luôn nghe cả nhà, mà không biết con gì nó. Cả nhà có ai biết bình luận cho em nha, bấm vô cái chuông bình luận cho em nha cả nhà, thấy ghê dữ trời. Nó thụt vô rồi đó. Rồi thụt ra. Thụt vô thụt ra thì ghê trời. Thụt qua đầu này. Cái đầu nó qua tới hai cái đầu lận. Cho nó tới hai cái đầu dưới trời. Con này con gít không ta? Con gít mà nó có... Anh hồi đó giờ anh biết cái con này gì không anh? Cái con gì? Cái con gì trời, con gì lạ quá. Ghê quá, sợ quá. Con này em lần đầu tiên em mới thấy cái con này lạ thiệt á cả nhà. Xin hỏi tất cả đại gia đình của mình biết con này con gì không? Lạ quắc luôn á. Suy nghĩ hoài không tìm ra luôn á. Con này cái đầu thì giống con chiếu. Cái đầu thì giống con chiếu, cái bình thì giống chiếc lá. Rồi nó thụt vô ha, rồi cái nó lú bên kia nè. Nó thụt qua nó lú bên kia này ha. À, thấy ghê chưa? Khủng khiếp chưa? Anh đi bắt con nha. Bắt ở đâu vậy? Đó. Sao ông đem lên? Hello cả nhà nha, hello cục vàng nha. Đó, có ai biết cái con này con gì? Cho em hay nha. Thấy ghê quá. Ghê quá, ghê quá, sợ quá.